Rồi, bây giờ chúng ta mới nhảy xuống phần shipping. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần shipping. Thì phần shipping chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta thấy là đây là toàn bộ phần shipping này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho cái ID shipping. Ví dụ anh sẽ đặt một cái background. Chắc chắn là nó sẽ có background rộng toàn màn hình rồi. Chúng ta xem màu nó là gì thôi. Đây các bạn nhìn này. Đó, màu của nó đây các bạn nhé. Được chưa? Ok chưa? Anh sẽ để cho nó padding trên dưới 50 pixel và 0 pixel trái phải. Được chưa? Ok chưa? Chúng ta nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy này. Và toàn bộ phần shipping sẽ cách với phần sản phẩm ở phía trên cũng một khoảng 60. Phía trên nhé. 60 pixel. Như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa đến cái UL và LI. Thì chúng ta muốn tất cả những cái này nó sẽ nằm ngang hàng nhau. Anh sẽ định nghĩa vào UL. Display là flex. Ok chưa? Đó. Và chúng ta sẽ định nghĩa vào LI. Được chưa các bạn? Sorry. LI. Rồi mới đến H2. Đây. LI thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ chia thằng này vì có 4, 100% chia cho 4 thì cái width của nó sẽ bằng 25%. Như thế này. Được chưa các bạn? Đó, 25%. Anh sẽ cho toàn bộ nó ra giữa, content của LI ra giữa. Text align thì ảnh nó cũng ra giữa các bạn nhé. Text align thì nó dùng cho cả ảnh được. Đó, cơ bản là chúng ta thấy nó gần ổn, đúng không? Chỉnh sửa lại một chút xíu thôi. Đây, thì chúng ta sẽ tác động vào thẻ H2 như thế này. Ảnh thì không cần sửa nữa rồi, được chưa? Font size chúng ta sẽ để khoảng 0.8 rem. Chắc chắn là text của nó sẽ là uppercase chữ hoa này. Đây. Đó, chữ nó nhỏ lại. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ để một cái khoảng cách xuống phía dưới so với text này. Một khoảng, ví dụ, padding. Padding bottom. 5 pixel. Đó. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ tạo ra một khoảng như vậy. Và cái color này chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa cho nó một cái màu. Ở đây nó đang có màu này. Một màu khá là nhạt, 888. Thì trong đây cái color đấy là thẻ small. Chúng ta sẽ định nghĩa color cho nó một cái màu là 888, là chữ nó còn nhỏ hơn nữa. Có nghĩa là chữ của nó còn nhỏ hơn cả cái ở phía trên cơ. Đó, nếu chúng ta để khoảng 13 pixel. Đó. Thì chúng ta sẽ finish xong cái phần này. Được chưa các bạn?